vẫn còn có chư vị đồng hành với huynh đệ chúng tôi cho tới cái phần sau cùng của đề tài. Đó là liên quan đến đề tài cái sự hiện hữu và may rủi của con người. Ở đây chúng ta sẽ lắng nghe cái phần tự do để các ngài trao đổi, gửi gắm cho chúng ta một số những cái sự suy nghĩ riêng tư của mình liên quan đến đề tài. Xin mời Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh. Kính thưa quý vị, Chúa Giêsu đã tóm tắt cái luật pháp yêu thương của Ngài trong hai điều răn lớn như thế này. Có người đã hỏi Chúa Giêsu là: "Thưa Thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết?" Thì Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Và cái điều răn thứ hai đó là yêu kẻ lân cận như mình. Cho nên muốn được phước, trước nhất chúng ta phải yêu kính Chúa và tin cậy Chúa, tức là tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ của đời sống của mình và trọn cả cuộc đời còn lại tôn thờ Chúa cũng như ham mến lời của Chúa, để rồi lời của Chúa giúp cho chúng ta có một cái đời sống đẹp lòng Chúa, sống thánh khiết nhờ sức của Chúa ban cho, để chúng ta có thể sống làm đẹp lòng Ngài. Có một cái phân đoạn kinh thánh ở trong Thi Thiên đoạn 1 chép như thế này: "Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác, gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong." Nếu làm theo lời của Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ được phước của Chúa ban cho. Rất cảm ơn Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh. Xin mời Linh Mục Phạm Quốc Tâm. Dạ vâng, hôm nay thì chúng ta bàn về cái số phận của con người cũng như sự may rủi trong cuộc đời này. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi thật sự, nếu mà chúng ta bắt đầu đi trở lại từ nguồn, thì chúng tôi tạ ơn vô cùng vào cái niềm tin của chúng tôi, bởi vì chúng tôi tin tưởng là Thiên Chúa là đấng yêu thương vô cùng, đã tạo dựng nên tất cả vũ trụ và đặc biệt là tạo dựng nên con người là do tình thương của Ngài, và con người là cái tạo dựng cuối cùng và cao siêu nhất của Thiên Chúa. Và vì vậy mà trong cái niềm tin đó thì chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa là qua cái việc mà yêu thương con người thì Ngài đã tạo những con người, và vì vậy mà tất cả những cái điều xảy ra cho mỗi con người, mỗi cá nhân là do cái tình thương yêu của Thiên Chúa gìn giữ người đó. Và vì vậy mà tất cả những cái điều xảy ra trong cuộc đời này, thứ nhất là cuộc đời nó chóng qua, không phải trong cái sự sống đời đời. Và vì vậy tất cả những cái điều mà xảy ra trong cuộc đời này, cho dù tốt đẹp hay cho dù nó xấu đi nữa, thì chúng tôi cũng tin tưởng là có bàn tay của đấng nhân từ vẫn hằng dìu dắt và bảo vệ chúng tôi. Và vì vậy mà cho dù nó xấu hay nó tốt, thì chúng tôi cũng tin là sau này thì tất cả những điều đó đã được bảo vệ và cũng như gìn giữ do bàn tay của người cha nhân từ đó. Và cuối cùng thì tất cả những điều xảy ra trong cuộc đời này đều dẫn mỗi người chúng ta trở về với Thiên Chúa là người cha trên trời. Và một ngày nào đó thì cuộc đời chóng qua này sẽ qua, và cuối cùng thì mỗi người chúng ta sẽ về nhà cha trên trời là đấng yêu thương đã tạo dựng nên con người chúng ta. Rất cảm ơn cha. Xin mời cái sự bình dụng. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta rủi thì chúng ta buồn, chúng ta may thì chúng ta vui. Do đó mà tôi có bốn cái câu thơ rất là tâm đắc mà thường thường tôi có chia sẻ với quý bạn thân hữu, đó là: buồn vui thường đắp đổi, trải bao lần đầy vơi, biết phải cười hay khóc, tan hiệp giữa dòng đời. Tan hiệp giữa dòng đời để chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống bây giờ đang ngồi đây đang nói chuyện với cùng tâm tình của chị, nhưng mà trong phút chốc nữa ta có những chuyện buồn đã đến, rồi ngày mai ngày mốt lại có những cái tin vui. Do đó đó mới là cuộc sống. Nhiều người hỏi rằng con người sinh ra để chịu những cái đau khổ này hay sao, rồi chịu những cái đủ thứ mọi chuyện trong đời sống của người. Thưa quý vị, đó là con người. Trong kinh Phật, trong luân hồi lục đạo đó, thì cái vai trò, cái vị trí của con người rất là quan trọng. Khi đã làm người rồi đó thì là một cái vai trò mà chúng ta nhận được cái tính lý và tu hiền trong cái kiếp này rồi thì rất là dễ để mà chuyển hóa, thoát khỏi cái luân hồi lục đạo hơn ở những cái vị trí khác trong trời người, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và địa ngục. Do đó nhiều người hỏi rằng
anh có vui không, chú có vui không, bạn có vui không? Đó là một câu hỏi mà hàng đời sống hàng ngày chúng ta được mọi người xung quanh họ đặt tới. Đôi khi trong bụng của mình nó buồn thúi ruột luôn, nhưng mà người ta hỏi có vui không thì cũng nói vui, nhưng mà thật sự trong đó nó có nhiều cái mai rủi trong rộng. Do đó thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày buồn vui là nó hình thành nên một cuộc con người. Do đó dầu buồn hay vui, vui hay buồn cũng là cuộc sống, và chúng ta cố gắng vượt qua những cái buồn vui đó thì chúng ta hình thành nên một con người xứng đáng với tôn giáo của mình, và một con người đứng lên để làm tròn giải thoát được cái kiếp này trong một kiếp của nhân sinh. Cảm ơn kỹ sư Nguyễn Dũng. Kính thưa quý ngài và thưa toàn thể chư vị, có thể nói rằng trong nhà Phật rất là quan trọng cái giây phút hiện tại mà gọi là thực tại hiện tiền, tức là hiện tại. Hiện tại đây thì huynh đệ chúng tôi đang tập chú để nói về một đề tài nó có vẻ lớn, tức là sự hiện hữu của người và những mai rủi. Mặc dù huynh đệ chúng tôi có thể nói các vị có thể học được điều gì đó nó mới là lạ, hoặc là nó cũng không có gì hay, không có gì mới, không có gì xuất sắc hết. Nhưng cái điều quan trọng không phải là hai mới xuất sắc của huynh đệ chúng tôi, mà của mỗi người đều trở về là cái thành thật của chính mình. Cái là sự thành thật với chính mình, trở lại về với chính mình, gọi là mình nhận ra cái sự hiện hữu của mình. Mà cái sự hiện hữu đó chỉ có giá trị khi nào, thứ nhất là mình nhận ra hiện hữu đó, thứ hai là mình dùng cái sự hiện hữu của mình đó để làm lên một cái điều gì, mà điều đó trong nhà Phật gọi là cái công đức, cái phước. Thì do vậy thì có ba cái khái niệm để nói lên cái sự hiện hữu quan trọng cho chính mình. Và chính cái quan trọng chính mình thì có nghĩa là sẽ kết nối với cái sự quan trọng của tha nhân. Đó là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Tinh tấn cái là mình phải hăng hoan, phải hy vọng, phải lạc quan, phải yêu đời, mến đạo. Và chánh niệm tức là phải trở về ở đây và bây giờ với chính mình. Và tỉnh giác tức là phải biết. Do vậy tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác sẽ biết cái sự hiện hữu của mình. Và cái sự hiện hữu này cần thiết cho một mục đích để mình thành tựu được cái điều gieo nhân và gặt quả, và tránh bớt cái rủi và chào mừng hoặc là tạo nên nhiều cái cơ hội để có cái mai tới. Xin mời quý ngài có điều gì trao đổi thêm trong cái đề tài sau cùng này của mình. Có một cái câu kinh thánh mà tôi rất là tâm đắc, đó là theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu đoán xét. Thì trong cái sổ của, có thể nói là sách của Đức Chúa Trời đó, thì những ngày tháng của chúng ta đã được định rồi. Rồi lại có thêm cái sổ việc thiện, việc ác mà con người làm. Và lại có một cái cuốn sổ nữa là gọi là sách sự sống của chiên con. Thì những ai được biên vào sách sự sống đó thì được hưởng sự sống đời đời với Chúa. Cho nên những việc lành, việc thiện hay là những việc dữ chúng ta làm, xin Thiên Chúa giúp đỡ mỗi chúng ta để biết chọn việc làm tốt nhất, đó là đặt đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu, rồi làm những việc làm thật là tốt để giúp đỡ những người ở chung quanh sống một đời sống tích cực và hướng thiện. Dạ, cảm ơn mục sư. Và sau cùng huynh đệ chúng ta có cái phần cầu nguyện. Hôm nay mời linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm thay mặt anh em để có lời cầu nguyện. Dạ vâng, dạ cảm ơn hòa thượng, cảm ơn chư vị. Để tiếp cái ý tưởng của hòa thượng chia sẻ lúc nãy, lạy đấng ơn trên, chúng con tạ ơn ngài đã ban cho chúng con cơ hội để ngồi với nhau đây, để cùng chia sẻ niềm tin khác nhau ở trong cuộc sống, để mỗi tôn giáo chúng con, mỗi con người chúng con biết biết thông cảm, hiểu biết nhau nhiều hơn, biết chia sẻ với nhau cuộc sống này, để chúng con có thể tìm hiểu biết hơn về chân thiện mỹ trong cuộc sống này, cũng như đóng góp để góp phần xây dựng cuộc sống này tốt đẹp hơn. Xin cho mỗi người chúng con cũng nhận ra được niềm tin và sự thương yêu lo lắng của ơn trên, để chúng con luôn tin tưởng vào ngài và chúng con vững bước trong cái con đường của mình đang đi. Chúng con cầu xin tất cả ơn trên nhờ danh Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Amen. Cảm ơn quý ngài và quý vị để cùng với huynh đệ chúng tôi cho đến cái giờ chốt. Và mong rằng tất cả chúng ta cùng có nhau một cái sự có mang rất là ý nghĩa, tức là làm sao để cho cái điều an lạc, bình an nó tới, cơ hội tới với mình nhiều hơn và tránh xa những điều rủi ro. Chúc quý ngài và quý vị có buổi tối an lành và ngày an lành.